Nhận định bóng đá Aston Villa với Liverpool, 2 giờ 45 phút ngày 9 tháng 1, vòng 3 cúp FA. Về mặt lý thuyết, Jurgen Klopp sẽ ưu tiên đội hình dự bị cho sân chơi FA Cup. Tuy nhiên, đích đến hôm nay của Liverpool lại là Villa Park, nơi Klopp đã chịu quá nhiều nỗi ám ảnh và ông cần phải đoạn tuyệt với nó. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trải qua 3 trận Premier League liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Liverpool đang từ chỗ chắc chân ở ngôi đầu bảng xếp hạng nay lại đứng trước nguy cơ bị cướp ngay bởi United. Nếu Quỷ Đỏ đánh bại Burnley trong trận đấu bù vòng 1 vào ngày 13/1 tới, The Cop sẽ văng khỏi ngôi đầu và chịu áp lực rất lớn trong cuộc đụng độ chính Man United vào ngày 17/1. Như vậy về lý thuyết mà nói thì Jurgen Klopp sẽ không dại gì tung ra đội hình mạnh cho trận đấu này. Rất nhiều trang báo Anh cũng dự đoán về một đội hình xuất phát gồm toàn những cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên Sky Sports, cựu danh thủ John Aldridge của Liverpool lại cho rằng Klopp sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Có tới 4 lý do để tin vào điều này. Thứ nhất là mối hận với Villa. Có lẽ người hâm mộ Liverpool nói riêng và cả Premier League nói chung vẫn chưa thể quên được thất bại 5-10 vừa qua. Thật không thể tin được nhà đương kim vô địch Premier League lại thua Villa tới 2-7. Chưa hết, trước trận thua lịch sử đó, lần gần nhất làm khách ở Villa Park, The Kop cũng đã thảm bại 0-5 trong khuôn khổ cúp liên đoàn vào tháng 12/2019. Hai trận gần nhất làm khách tại Villa Park, Liverpool thủng lưới tới 12 bàn và chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Trong cùng quãng thời gian này không có bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới khiến Liverpool phải MUO Villa. Vì thế, trận đấu lần này là cơ hội để The Kop phục thù và cũng đoạn tuyệt với nỗi ám ảnh Villa Park. Thứ hai, lịch thi đấu cũng đang tạo điều kiện để Liverpool tung ra đội hình mạnh. Sau trận gặp Villa hôm nay, phải tới tận ngày 17/1 Liverpool mới phải thi đấu trận tiếp theo gặp chính Man United. Thứ ba, Aston Villa hoàn toàn không phải đối thủ dễ ăn tại sân chơi FA Cup. Đội chủ sân Villa Park đã có tới 7 lần đăng quang tại FA Cup, ngang bằng với thành tích của Liverpool. Thứ tư, Villa mùa này tỏ ra vô cùng đáng sợ mỗi lần chạm trán những ông lớn Premier League. Sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số không tưởng 7-2, Aston Villa từng thắng 1-0 ngay trên sân King Power của Leicester, hạ Arsenal tới 3-0 tại Emirates, cầm hòa 1-1 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Mãi tới trận gặp Man United hôm 2-1 vừa qua thì Villa mới bị cắt đứt mạch gây khó dễ cho những ông lớn. Trải qua 3 trận Premier League liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Liverpool đang từ chỗ chắc chân ở ngôi đầu bảng xếp hạng nay lại đứng trước nguy cơ bị cướp ngay bởi United. Nếu Quỷ Đỏ đánh bại Burnley trong trận đấu bù vòng 1 vào ngày 13/1 tới, The Kop sẽ văng khỏi ngôi đầu và chịu áp lực rất lớn trong cuộc đụng độ chính Man United vào ngày 17/1. Như vậy về lý thuyết mà nói thì Jurgen Klopp sẽ không dại gì tung ra đội hình mạnh cho trận đấu này. Rất nhiều trang báo Anh cũng dự đoán về một đội hình xuất phát gồm toàn những cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên Sky Sports, cựu danh thủ John Aldridge của Liverpool lại cho rằng Klopp sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.